Chia sẻ cho anh em mẫu đèn thờ cao cấp nhất mà từ trước đến nay chưa có một mẫu đèn thờ nào có thể vượt qua được cái mẫu đèn thờ bằng gỗ hương, mái chùa như thế này. Như quý vị nhìn thấy, một trong những mẫu đèn thờ mà chúng tôi đang à, chia sẻ cho quý vị thì đây là một trong những mẫu đèn thờ có thể được đánh giá là cao cấp nhất từ trước đến nay. Đối với những mẫu đèn thờ này thì thường thì người ta dùng cho nhà thờ, cho nhà thờ gia đình, nhà thờ họ và đình chùa miếu mạo là người ta dùng những cái mẫu đèn thờ này cái mẫu đèn thờ này thì có rất nhiều kích thước kích thước cao 40 41 rồi kích thước cao 61 kích thước cao 81 và kích thước cao 97 rồi thì kích thước cao hơn 1 mét đối với những mẫu đèn thờ này mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì có hai loại một loại là được sơn son thiếp vàng 24k mà quý vị nhìn thấy ở đây sơn son thiếp vàng thì chúng tôi đưa những cái à, thiếp vàng vào những cái điểm nhấn và quý vị nhìn thấy cái đế những cái diềm chạm hoa văn rất là sắc nét trên cái cái cách chạm bằng máy CNC đối với bên trong thì chúng tôi có lắp một bóng đèn để chiếu sáng khi mà chúng ta trưng bày chúng ta bật cái bóng đèn này lên thay cho đèn dầu đối với cái mẫu đèn thờ này là một trong những cái mẫu đèn thờ mà từ trước đến nay chưa có một mẫu đèn thờ nào sánh được với cái mẫu đèn thờ này với những gia đình nào sang trọng về thờ cúng trang trí một cách đẹp đẽ và lịch lãm thì đây là những cái mẫu đèn thờ được đánh giá là tuyệt phẩm cho nên là khi mà chúng ta à, trưng bày những cái sản phẩm những cái đồ dụng mà trên bàn thờ chúng ta phải lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với những cái mẫu bàn thờ đẹp mà chúng ta trang trí những cái mẫu đèn mà nó xấu thì nó sẽ không phù hợp với cái bộ đồ thờ đó, đúng không ạ? Cho nên là ở đây chúng tôi có rất nhiều kích thước khác nhau, từ to đến bé, từ bé đến to. Cho nên là chia sẻ để cho quý vị lắm được thì đây là một trong những cái mẫu đèn thờ chúng tôi làm trên cái chất liệu bằng gỗ hương và đặc biệt đó chính là gỗ hương cao cấp nhất, đó là hương đỏ. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ và nhấn mạnh cho quý vị là cái cách thức à lắp ráp ở những cái mẫu đèn thờ này thì chúng tôi làm rất là cầu kỳ và chắc chắn Một trong những cái chất liệu gỗ quý Và chúng tôi đã làm lên những cái mẫu đèn thờ Chắc chắn và sang trọng như thế này Từng cái đường nét chạm khắc Cũng rất là tỉ mỉ Từng những cái chi tiết nắp ráp vào với nhau Để tạo lên một cái đèn thờ sang trọng Chắc chắn như thế này Không hề đơn giản Đúng không ạ? Với những cái mẫu đèn thờ như thế này Thì chúng tôi thường là lắp ráp rất là cầu kỳ hàng trăm mảnh với nhau mới có thể tạo lên được một cái mẫu đèn thờ sang trọng đẳng cấp nó lên đến nhiều tầng như vậy từ cái đế cột cho đến là cái thân rồi thì đến mái quý vị cũng đã nhìn thấy trực tiếp ở đây quý vị sẽ đánh giá được ngay những cái mẫu đèn thờ này về cái mẫu đèn thờ thì chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị là có hai loại mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây một loại là sơn son thì vừa nãy tôi đã chia sẻ rồi một loại là không sơn son thì chúng tôi phun trần bu và vẫn còn nguyên lộ lộ nguyên cái vân gỗ và cái màu sắc của gỗ cho nên là quý vị có thể mua những cái mẫu đèn thờ này quý vị sẽ kiểm tra từ trong ra đến ngoài từ ngoài vào trong quý vị sẽ thấy được cái chất liệu gỗ nếu quý vị đi mua Thường mà không lắm được cái chất gỗ thì quý vị sẽ bị nhầm lẫn sang các cái mẫu đèn thờ mà người ta làm trên cái chất liệu gỗ rẻ tiền Và người ta làm cũng cái mẫu hình dáng nó cũng như thế này Thế nhưng mà à, người ta sơn cái màu sắc nó giống cái màu này Cho nên là từ cái gỗ rẻ tiền người ta bán thành cái gỗ đắt tiền Đó là quý vị mua sẽ bị sai lầm đúng không ạ Và chúng tôi ở đây thì cam kết với quý vị 100% trên chất liệu bằng gỗ hương Và đây là một trong những loại gỗ hương đắt nhất với những cái đường nét Với những cái à, sự hoàn thiện Với những cái sự tỉ mỉ Thì quý vị nhìn thấy Từng chi tiết nhỏ nhất cho đến những chi tiết to Tạo lên được một cái mẫu đèn thờ đẹp Thì chúng tôi đã hoàn thiện xong những cái mẫu đèn thờ này Để chuyển cho những khách hàng Đã đặt hàng của Trung tâm Đồ Gỗ Văn 6 Trung tâm Đồ Gỗ Văn 6 đã luôn chia sẻ cho quý vị Những mẫu đèn thờ đẳng cấp sang trọng và lịch lãm Để cho quý vị thấy được rằng là khi quý vị đi mua những cái sản phẩm này thì quý vị nên chọn lựa những cái cơ sở những cái nơi uy tín để quý vị mua nó mới đảm bảo được cái chất lượng và nó đảm bảo được cái giá thành. Chúng quý vị không thể mua những cái sản phẩm nó nhái nó giống như thế này mà nó đem lại cho quý vị cái chất lượng nó kém đúng không ạ? Và cái giá tiền quý vị mua lại bị rất là đắt. Và đặc biệt là chúng tôi luôn luôn cảm ơn quý vị khi đã theo dõi cái chương trình chia sẻ những cái mẫu đèn thờ của trung tâm đồ gỗ văn sáu cho quý vị để cho quý vị lắm được là trung tâm đồ gỗ văn sáu có những cái mẫu đèn thờ sang trọng bậc nhất về đồ thờ và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị khi đã quan tâm theo dõi cái video này nếu quý vị xem video nhớ đăng ký và like à, cho cái video này và chúng tôi luôn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều chúc quý vị và các bạn luôn may mắn khi đi mua được những cái mẫu đèn thờ sang trọng